bà và anh chị em theo cùng dâng cái lễ cho lễ dỗ anh Tôn Hưng, linh hồn anh Tôn Hưng, và cho linh hồn Du Xe Nguyễn Sinh Ngọc, và cho bà cố Teresa Lê Thị Du. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin lên sùng Đức Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Con xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh, cũng là tuần lễ Chúa Nhật mừng Chúa lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa chúng ta chạy đến Thiên Chúa luôn nhân từ thương xót chúng ta và tha thứ những tội lỗi của chúng ta qua tình yêu của Ngài. Và Thiên Chúa cũng tỏ lòng nhân từ chúng ta qua những việc mà những người khác mà Thiên Chúa trao cho làm những việc từ thiện hoặc là những việc lòng thương xót Chúa. Và hôm nay kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta thấy trong một thánh đường này có sự hiện diện của cha Phaolô Lê Đức Huân, thuộc giáo phận Đà Lạt, hiện là quản sứ của xứ Kala, giáo hạt Chi Linh. Giáo xứ Kala là khoảng 7.000 người của giáo dân dân tộc người thượng. Cha là người đại diện giám mục đặc trách lo cho người thượng dân tộc của giáo phận Đà Lạt, và cha là người đang xây dựng trung tâm truyền giáo cho người dân tộc khoảng 140.000 người thiểu số. Và cha là cậu của Sơ Vân và anh chị Tuấn Kha trong ban của chúng ta. Chúng con xin chào mừng cha. Lòng thương xót Chúa luôn khoan dung lòng tha thứ cho chúng ta, nhưng nhiều khi chúng ta lại quên lòng thương xót Chúa để chúng ta chạy đến nguồn ơn sủng đó. Vì vậy kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng được hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và những đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thank you.
trên cả tầng trời. Bài trích sách công vụ tâu đầu. Hồi ấy nhiều dấu lạ điểm điềm thiên được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tâu đầu. Mọi tín hữu đều đồng tâm nhất trí thường hội họp tại hành lang Salomon, không một ai khác dám nhập đoàn với họ. Nhưng dân thì lại ca tụng họ, càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố, tận trên giường trên chẵng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành trung quân Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Bài trích sách khải quyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em, có cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Patmo, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: điều ngươi thấy hãy ghi vào sách và gửi cho bảy hội thánh. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cái đèn vàng. Ở giữa các cây đèn có ai giống như con người, mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Lúc thấy người, tôi ngã bật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay vũ lên tôi và nói: đừng sợ, ta là đầu và là đầu cuối, ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy biết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Tôi chẳng có tin.
8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, và có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người rằng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì anh đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các ông, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh của Người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, lòng thương xót Chúa trải dài trong suốt cả cuộc đời của Đức Giêsu. Mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi hành động của Ngài và các sách tin mừng đã chép lại lòng thương xót của Chúa đã được diễn ra trong cuộc sống công khai của Ngài. Hôm nay, qua các bài tin mừng, Chúa lại cho chúng ta một cơ hội để chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa một cách cụ thể trong một những biến cố của đời sống của Chúa Giêsu. Thì chúng ta biết rằng sau khi Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá, thì các môn đệ đã hoàn toàn thất vọng và các ông sợ hãi, mất tin tưởng, và các ông đã trở nên những con người cô độc trong sự đau khổ của mình vì cái chết của Thầy. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng diễn tả lại, các ông trở về xung họp với nhau, sợ hãi người Do Thái, đến nỗi các ông không dám ló mặt ra ngoài để gặp gỡ một người nào, vì các ông sợ người ta bắt các ông để giết đi như đã giết Đức Giêsu Kitô. Và trong cái hoàn cảnh tâm tư đầu óc của các ông đầy những bóng tối sầu buồn như thế, Đức Giêsu Kitô đã hiện ra với các ông ấy, và Đức Giêsu Kitô đã chúc lành cho các ông ấy, ban sự bình an cho các ông ấy, và Chúa Giêsu đã đổi mới cả con người của các ông ấy để các ông ấy trở nên một con người mới đầy sự sống của Chúa, đầy lòng tin tưởng, đầy niềm hy vọng, đầy sự sống và nguồn vui. Và Chúa Giêsu Kitô đã còn làm cho các ông ấy sau khi được củng cố đức tin, thì Chúa Giêsu Kitô lại ban cái sứ mạng cho các ông ấy để các ông đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót mà trước đây các ông chưa nhận ra, mãi cho tới khi đón nhận Thánh Thần thì các ông mới nhận ra rằng cái chết của Chúa thật là một điều hợp lý, không còn phi lý nữa, như là Phêrô đã đứng ra cản ngăn Chúa Giêsu đừng lên Jerusalem để chịu chết một cách vô ích như vậy. Các ông bây giờ mới nhận ra cái lòng thương xót của Chúa trải qua trải dài cho hết mọi con người trong thế giới này. Và lúc bây giờ Chúa sai các ông đi rao giảng tin mừng và đón nhận sức mạnh của Thánh Thần, ánh sáng của Thánh Thần để các ông
ông được can đảm ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Và Chúa đã bảo với các ông ấy, các ta sai các con đi như là Chúa Cha đã sai ta. Và các môn đệ đã ra đi, các ông đã đi làm chứng cho Chúa, mỗi người một khả năng, mỗi người một cái là cái điều tốt đẹp Chúa đã ban cho, để nhiệt thành ra đi rao giảng tin mừng cho Chúa. Ông Gioan trong sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe, ông Gioan cũng đã đem hết khả năng của mình để làm chứng cho Chúa những điều mà ông đã thấy, đang thấy và sẽ thấy. Ông làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Ông đã làm gì? Ông đã chép tin mừng thứ tư để nói lên về Đức Giêsu Kitô, đấng đã thương xót loài người, chịu chết cho loài người, phục sinh cho loài người để đem lại ơn tha thứ và sự sống mới của Chúa cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Và ông Phêrô cũng thế, đi rao giảng tin mừng cho những người Do Thái, còn ông Phao-lô thì rao giảng tin mừng cho những người ngoại giáo và những bà đạo đức trong thời đó. Sau khi đã tin nhận vào Đức Giêsu Kitô rồi thì họ cũng đem tiền của và hết khả năng của mình đi phục vụ cho Chúa trên con đường rao giảng tin mừng của Ngài. Và ngày nay chúng ta biết rằng trong Giáo hội Việt Nam đang là xin phong thánh cho một vị giám mục, Đức cha Giang Cát Sèn, là vị giám mục bày tỏ lòng thương xót của Chúa đối với những anh em dân tộc mới chịu chức xong đã xung phong đi rao giảng tin mừng và đã đến Việt Nam và đã đến một vùng dân tộc ở tại Di Linh, ở tại Can La để dấn thân vào trong công việc truyền giáo. Và Ngài đã sửa tội cho người đàn bà đầu tiên hết người dân tộc thiểu số bị phong cùi năm 1927, và khoảng 5 năm nữa thì sẽ kỷ niệm 100 năm biến cố ấy. Mà từ đó lòng thương xót của Chúa đã đổi mới cuộc đời của những anh em dân tộc thiểu số nghèo hèn, và từ nay đã được tới 140.000 người dân tộc đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và đã đi theo Ngài. Nhưng ở đây trong bài tin mừng á, chúng ta rất ít lầm lạ. Và cái điều lạ lùng trong bài tin mừng này là Chúa sai các ông ấy là đi làm chứng nhân cho Chúa. Vậy thì còn một người chưa biết Chúa, một người chưa cảm thấy rằng Chúa thương mình, thì còn phải đi làm cho người đó nhận biết lòng thương xót của Chúa. Và đây trong tin mừng, Chúa Giêsu đã làm gương cho các tông đồ và cho chính chúng ta. Lúc đó Chúa hiện ra thì không có ông Tô-ma, cho nên 8 ngày sau Chúa lại hiện ra, lúc đó có ông Tô-ma. Và ông Tô-ma có cơ hội để nhìn thấy vết đinh của Chúa, được thọc ngón tay vào lỗ đinh của Ngài, được thọc bàn tay vào cánh sườn của Ngài. Và ông đã tin, ông đã cảm mến được lòng Chúa thương xót đối với ông và toàn thể loài người. Đấy, một lòng thương xót của Chúa dù chỉ có một người chưa được hưởng, chưa nhận ra, thì Chúa cũng vẫn làm cho người ấy phải được nhận ra Chúa. Và đó là sứ mạng của Hội Thánh, và đó là sứ mạng của chúng ta. Rồi chúng ta vừa nghe bài sách Công Đồ Công Vụ kể lại ông Phêrô và các môn đệ. Người ta muốn để cho các ông đi thi thố lòng thương xót của Chúa đối với các bệnh nhân, cho nên người ta mới đem các bệnh nhân rất là nhiều, đông đảo, và các những miền xung quanh đem các bệnh nhân đến với các ông để xin rằng các ông không có được, họ không được vào liệt kê vào số các tông đồ rất đáng kính trọng ấy, nhưng họ chỉ cần mong rằng bóng của các ai đi qua ở đâu phủ lên trên bệnh nhân thì bệnh nhân cũng được hưởng sự cứu rỗi. Chúng ta nhớ lại hình ảnh của cái người đàn bà bị loạn huyết đó. Bà ta đã chạy mất bao nhiêu tiền của, nhưng mà bà ta nghĩ rằng tôi chỉ cần bám lấy
cái gấu áo của Chúa thôi thì tôi cũng được khỏi. Như vậy, để chúng ta có thể bày tỏ lòng thương xót của Chúa thì dù một hành động, một lời nói, một suy tư nào đó rất nhỏ bé cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh của chúng ta. Và ước gì tất cả đời sống của chúng ta cũng như cuộc sống của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta phải noi theo sẽ chảy ra lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót của Ngài trong chúng ta mỗi ngày cho những người sống xung quanh mình. Ước gì tất cả những ai đang đau buồn, đang thất vọng, đang chán chường, đang là thất bại trong cuộc sống đón nhận và hiểu ra lòng thương xót của Chúa ấy, để những người đó can đảm lên, mạnh mẽ lên, bởi vì Chúa sống lại rồi, Chúa có phải chịu đau khổ mãi đâu, Chúa đã chết và sống lại rồi. Và Đức Thánh Gioan Giáo Hoàng nói rằng nếu chúng ta chỉ nhìn vào những đau khổ của Chúa thôi thì không ai dám bật quá tập giá đâu. Nhưng qua tập giá đó, Chúa Giêsu đã phục sinh rồi, Ngài đã sống một đời sống mới, chúng ta mới tin tưởng vào sự phục sinh của Chúa và sự sống lại của chúng ta, mà chúng ta dám đón nhận cái thập giá đau khổ của đời mình. Sự sống lại của Chúa làm cho chúng ta những điều kỳ diệu như vậy. Ước gì chúng ta hãy trở nên những con người có lòng thương xót, bởi vì trước khi Chúa ra đi chịu chết, Chúa nói với các tông đồ rằng người ta cứ sống này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Và Chúa nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Và tình yêu của Chúa đó, tình yêu hy sinh cho đến chết đó, giờ đây và trong mỗi thánh lễ mỗi ngày chúng ta còn cử hành trong thánh lễ, nơi chúng ta tưởng niệm đến Chúa Giêsu chịu chết và chúng ta tuyên xưng người sống lại. Ước gì lời tin kính mà chúng ta sắp sửa tuyên xưng đây sẽ trở nên mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta, và sự phục sinh và lòng thương xót của Ngài sẽ đổi mới cuộc đời của chúng ta, để trái tim chúng ta không còn khô cằn cứng nhắc, mà trái tim chúng ta trở nên trái tim mềm mại, biết cảm thông, biết thương xót, biết yêu mến, biết chia sẻ, biết phục vụ, biết kiên nhẫn. Anh chị em thân mến, giờ mầu nhiệm vừa qua chúng ta được mai táng với Đức Kitô trong Đức Thánh Thánh Tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian tu luyện của buổi chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận Đức Thánh Thánh Tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong mọi thánh công giáo. Vậy anh chị em có từ bỏ Satan không? Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do Satan xúi dục không? Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội Thánh Thiện và Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thiên Chúa toàn năng là Đức
và Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hợp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng những nhu cầu của chúng ta và những nhu cầu của anh chị em chúng ta lên đến Thiên Chúa, tin cậy nơi đấng đã nâng dậy Chúa Kitô, Chúa Giêsu từ cõi chết. Cầu cho giáo hội, xin cho chúng ta mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Kitô phục sinh, đến cho những người như Tôma chưa nhìn nhận và miễn cưỡng tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho tất cả chúng ta. Xin cho món quà hòa bình của Chúa Kitô phục sinh đã dành cho các môn đệ của Ngài là một động lực thôi thúc chúng ta theo đuổi hòa bình, như một giải pháp thay thế cho chiến tranh, xung đột và bất hòa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho những thành viên mới được gia nhập vào trong giáo hội. Xin cho họ luôn tăng trưởng trong đức tin, đức cậy và đức mến trong Chúa. Và xin cho họ thể hiện những đức tính đó bằng cách sống theo tin mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho cộng đoàn dân Chúa. Xin cho chúng ta luôn là khí cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa, mang lại tha thứ và giải hòa cho những ai đã rời xa Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho tất cả các giáo dân của giáo xứ Saint Elizabeth. Xin cho sự cam kết của chúng ta đối với lời kêu gọi thường niên của giáo hội trong chương trình ADA 2022 và cho sự dâng hiến của giáo xứ của chúng ta trong tinh thần trách nhiệm được phát triển và vui vẻ dâng lại cho Thiên Chúa từ nhiều hồng ân mà chúng ta đã nhận được. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những ý nguyện riêng của mình. Xin cho những y lễ mà chúng con dâng lên Chúa hôm nay, cũng như những linh hồn mà chúng con cầu nguyện trong thánh lễ này, sớm được vào hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa vinh hiển, con của Chúa đã nhập thể để mang lòng thương xót thần linh của Chúa xuống trên thế giới. Và lòng thương xót ấy vẫn đang hoạt động không ngừng. Xin giúp chúng con biết mở rộng lòng thương xót đó đến cho những người đã làm tổn thương chúng con, cho những người đang đau khổ và cho tất cả những người đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng con qua Chúa Giêsu Kitô, Chúa phục sinh và đấng cứu độ chúng con. Amen. Mời giờ đây kính thưa vương và bình chen chúng ta dành những phút để chuẩn bị những món quà dâng lên cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin dạy mỗi người chúng con biết sống quan đại, biết phụng sự Chúa cách xứng đáng, biết cho đi không hạn vi tôn, biết chiến đấu không sợ thương vong, biết lao động không tìm nhàn hạ, biết làm việc chẳng đòi thương công, hoài chữ phẩm thương duy nhất là chúng con biết mình làm theo thánh ý Chúa. Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ mời thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và đưa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tay. Xin cùng dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhảy Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc nhất là trong ngày thực thánh này, Chúa chúng con càng hành diện tung hô Chúa khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, tức là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hiện diện sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chứa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tôn vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hoa dương của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chưa cấu hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra trao cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho nơi vì Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con nhớ lên Chúa ban trường sinh và tranh cứu đầu đề tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu tân trước tôn nhan và phong sư Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan trong các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến.
cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giáo mẫu Oscar chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, xin nhớ đến các tội tớ Chúa là các linh hồn Geronimo, Teresa, Maria, Jose Maria, Vicente, Teresa Maria, Jose, Luis, Monica, Lucia, Paolo, Anna, Agustino, Anne, Juan Bautista. Mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các thân bằng cận hữu chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Thánh được bình an và như theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Xin thương xót tội trần gian, xin thương xót Chúa.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng cam Chúa cứ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành mạnh. Bye.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Thánh Đức Kitô là Đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cứ xin Chúa làm cho ơn huệ quý báu này được tồn tại mãi mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhị Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cộng đoàn Việt Nam Giáo xứ San Sebastian thông báo, hôm nay có xin tiền lần 2 cho quỹ thường niên của Ban Truyền giáo thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ USCCB nhằm hỗ trợ các giáo phận và giáo xứ tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ cần sự giúp đỡ tài chính để có thể duy trì các phục vụ cơ bản. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc gây quỹ ADA của giáo phận năm 2022 vào cuối tuần này. Xin vui mừng thông báo với các bà anh chị em rằng chúng ta đã nhận được 288.332 đô la và 131% của mục tiêu giáo xứ là 220.000 đô la. Xin cảm ơn các bà anh chị em và xin đích cảm ơn anh Dũng Trần, Chủ tịch Ban Quản lý Nhà Chúa và tất cả thành viên đã nỗ lực và làm việc chăm chỉ để được mục tiêu đề ra. Tất cả số tiền quyên góp trên chỉ tiêu 105.000 sẽ xung vào quỹ sửa chữa mái nhà thờ. Nếu quý vị chưa có cơ hội đóng kết hoặc cam kết hoặc đóng góp cho ADA, xin có thể bỏ vào giỏ tiền đóng góp thánh lễ hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến văn phòng giáo xứ sau thánh lễ. Sau thánh lễ, xin mời quý bà anh chị em vui lòng nán lại tham dự buổi chiêu đãi nhằm nói lên sự cảm kích trước lòng quảng đại và tình yêu thương quý vị dành cho giáo xứ chúng ta, đặc biệt là cha Andy.
tại vì cha có đang có lớp online, đang dạy lớp online cho giáo phận nên cha không thể đến đây chúng ta, nhưng mà cha gửi lời thực sự chân thành cảm ơn đến tất cả quý bà anh chị em đã đồng tay đóng góp cho chương trình quỹ ADA vào năm nay chúng ta 2022. Thánh lễ thêm sức sẽ vào lúc 4 giờ chiều thứ bảy ngày 30/4 cho Đức Giám mục Oscar Cantu chủ sự. Chúng ta sẽ chào đón Đức Giám mục và hãy cầu nguyện cho các em thêm sức của chúng ta. Xin mời tất cả giáo dân cùng tham dự vào ngày tôn kính Đức Mẹ Fatima, thánh lễ kỷ niệm 105 Fatima vào ngày 13 mỗi tháng từ tháng 5 đến tháng 10. Thánh lễ đầu tiên sẽ vào ngày 13 tháng 3 thứ 6 giờ rưỡi chiều, sau đó là rước kiệu và đọc kinh. 13 tháng 5. Chắc nghe lộn quá. mười ba tháng năm. Và đầu tiên sẽ là chúng ta sẽ là cộng đoàn chúng ta sẽ làm đầu tiên vào ngày tháng năm này, 13 tháng 5 thứ sáu, chúng ta sẽ là người đầu tiên, nhóm chúng ta là người đầu tiên. Và sau đây con xin mời Anisa, chúng ta như chúng ta đã biết, chúng ta sẽ có những anh em Kitô hữu, Kitô giáo sống ở bên Đức Thánh. Những người phần trăm của anh em Kitô hữu chúng ta càng ngày càng nhỏ lại, tại vì do những sự khó khăn và những sự áp bức về kinh tế và chính trị khác, và đặc biệt hơn nữa là vì sự pandemic. Tỷ số của các anh chị em Kitô hữu từ 15% bây giờ chỉ còn lại 1% tỷ số sống ở Đức Thánh. Vì vậy hôm nay anh chị em trong Đức Thánh ở Holland có đến đây và có rao bán những tượng ảnh và những đồ làm bằng từ Đức Thánh. Tôi xin mời các bạn bên chị em thực sự ủng hộ cho anh chị em đó, tại vì anh chị em đó là những người đang gặp sự khó khăn vì những đời sống của họ, bởi vì những cái dân tộc khác, những sắc tộc khác, về chính trị, về tôn giáo thì họ đang gặp khó khăn, đặc biệt là các anh chị em nơi Đức Thánh. Một lần nữa con xin, sau khi đó anh chị em mời gian hàng của anh Kisa để coi qua món hàng ta có thể giúp đỡ. Cảm ơn. Để các bác ảnh tượng, ảnh thánh giá các làm từ gỗ ô liu, tất cả mọi thuận lợi sẽ giúp cho người dân và ngành thủ công tại Palestine. Xin lấy tờ thông tin đặt của nhà thờ hoặc xin lên trang mạng của giáo xứ để biết thêm các thông báo khác. Trước khi ban lành của lễ, con xin cảm ơn Chúa một lần nữa để cho chúng con những lời giảng cho thay. Và khi mà cha rời đây, chúng con cũng xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con bé chúng con một lần nữa. Con xin cảm ơn cha Paulo. Xin giúp cha công tác của cha giúp cho những người thường ở Duy Linh và ở tràn ngày nhiều hơn Chúa. Cảm ơn các con Chúa như dịp lễ. Xin cảm ơn tất cả các bạn anh chị em, những anh chị em trong ban phục vụ, các thánh thể, đặc biệt là Chúa và cha đoàn và tất cả các anh chị em đến đây tham dự thánh lễ của chúng con. Xin ta cùng đến. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em lên đường bình an. Alleluia, Alleluia. Oh,
Linh hồn được bên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy